Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm một cái clip rất ngắn để giải quyết cho các bạn cái vấn đề là cái đoạn nối lan can có tiến trị phức tạp này mà không có được cái baluster như ý các bạn mong muốn thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào. Thì có khá là nhiều bạn hỏi cái nội dung này ở trong cái phần comment bên dưới. Thì trước hết là mình rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm đến cái clip này của mình. Clip này của mình làm từ tháng 4 mà đến nay thì hàng ngày vẫn có rất là nhiều bạn vào xem và làm theo cái clip này. Các bạn hỏi mình ở trên cả trên YouTube, cả trên Facebook, cả trên Zalo rất là nhiều, quan tâm về cái chuyện mình đã đề xuất được cái cách giải quyết cho những cái lan can mà khúc lượn này theo ý muốn. Thì đó là những cái mà mình đã khơi gợi ra cho các bạn và cũng đồng thời là cũng chưa giải quyết rốt ráo cho các bạn, vì nói chung là mấy tháng qua thì mình cũng mãi mê theo những cái dự án riêng cũng như là mãi mê theo những cái idea riêng khi mà làm về các content trên YouTube, cho nên là bỏ rơi mất cái idea này hơi lâu. Hôm nay mình sẽ làm một clip rất ngắn để mình giải quyết nối cho các bạn, gọi là một cái tiểu xảo thôi nha. Clip này nó sẽ nhanh lắm, nó sẽ ngắn lắm, và các bạn xem cái tiểu xảo mình xong thì chắc là nhiều khi các bạn cũng lại cũng lại cười thôi, thì biết làm sao được. Thường thì mình luôn luôn cố gắng tìm những cái cách mà đơn giản nhất cho các bạn sử dụng Revit để phức tạp. Rồi trước khi đi vào cái clip siêu ngắn đấy thì cho phép mà mình quảng cáo nhẹ nhẹ thêm một chút xíu nữa, tức là trên cái kênh của mình có mình tổng hợp lại các cái video mình đã dạy các cái khóa về triển khai cơ bản đấy, giờ thành một cái list. Cái khóa mình hay mà đăng lên quảng cáo cho các bạn là 15 buổi đấy, thì đây là 15-16 video mình làm theo từng buổi đó, mình quay lại từng buổi đó để thì trong cái buổi đó mình trao đổi các anh em đã học như thế nào, thì toàn buổi nội dung mình phân tích để anh em có thể là hoàn thiện kỹ năng, anh em triển khai một hồ sơ ra sao. Thì đây là cái list này. Tuy nhiên cái list này thì mình không có để dạng công khai, mình để dạng riêng tư. Mình có quảng cáo là nếu như bạn nào có nhu cầu tự học theo video, xem các video này và thực hành theo, thì mình có thể là cung cấp quyền truy cập cho các bạn và các bạn có thể là vào trong cái list này rồi các bạn xem video, các bạn thực hành theo cái công trình mẫu mà mình có gửi cho các bạn. Rồi và mình sẽ hỗ trợ giải đáp cho các bạn trong suốt quá trình các bạn tự học và thực hành theo. Và tất nhiên là nếu như các bạn mà thực hành theo cái list này thì các bạn cũng có thể là sau này khi các bạn, nếu như các bạn có nhu cầu đăng ký mình hướng dẫn trực tiếp thì mình sẽ trừ cái phần chi phí mà các bạn đã đóng hoặc là các bạn xem cái video này ra trong cái học phí mà dành cho triển khai cho các bạn. Thì cũng giống như là một cái kiểu như là các bạn cũng muốn là theo mình để học kỹ năng triển khai bằng Revit, nhưng mà các bạn không biết mình là ai, các bạn chưa rõ mình là ai, thì các bạn cứ coi như đây là một cái phần thử nghiệm của bạn. Nếu như các bạn cảm thấy thoải mái, ưng ý thì các bạn muốn học nó kỹ hơn thì các bạn có thể đăng ký thêm mình, còn không thì các bạn chỉ cần xem cái video này thì nó đã đủ rồi. Và tất nhiên là cái list ở trong này thì mình cũng có làm khá là nhiều, cũng khoảng là 40% nội dung ở trong cái list này, 40-50% ở trong nội dung cái list này mình cũng đang làm free, cung cấp free ở trên kênh của mình cho các bạn, cũng chẳng giấu giếm cái gì. Nói chung mà rảnh thì mình làm thôi chứ cũng không phải là còn không rảnh thì mình sẽ ra ít video chẳng hạn như thế. Thì đó là cái quảng cáo nhỏ nhỏ dành cho các bạn trước khi chúng ta đi vào trong nội dung chính. Rồi để giải quyết cái vấn đề mà cái để giải quyết những cái vấn đề về cái khúc cua lan can với có tiết diện phức tạp thì vẫn là cái tiết diện mình đã sử dụng đây, thì mình có hai cách đề xuất cho các bạn để các bạn xử lý nha. Đó, cách thứ nhất là cách đơn giản nhất đây, chúng ta sẽ quay sang level 1. Cách thứ nhất luôn luôn là cách đơn giản nhất, mình muốn luôn kiếm cái cách đơn giản nhất cho các bạn. Đơn giản nhất là sao đây, thay vì các bạn tạo ra một cái reo mà nó đi sát này thì các bạn sẽ cho nó một cái góc bo này nha. Ở trong cái edit tile này mình đặt tên lan can khó luôn này. Ở trong edit tile này thì các bạn trong cái phần lan can trang trí này các bạn có thể chọn là transition nó là gusenic hay là nó là symbol hay nó là nên gì cũng được, nhưng mà nhớ là để cái hand clearance này theo cái chỉ số này nha. Rồi ok, sau đó thì làm gì, các bạn chỉ việc là bấm finish thôi thì các bạn sẽ có một cái lan can này. Và cái khúc nối này chúng ta cũng không cần phải mua đồ thủ công nữa, nhưng mà mặc dù thì nhìn nó hơi tất nhiên là nó không được như ý muốn 100% đâu. Đây các bạn nhìn thấy ví dụ những góc này nó cũng bo kiểu này, nhưng mà như thế thì cái baluster này nó vẫn chạy theo đúng ý các bạn muốn. Và tất nhiên là trong cái baluster này các bạn đừng có chỉnh theo kiểu là use baluster per trick on stair nha. Các bạn cứ chỉnh các thông số theo như mình đã hướng dẫn ở trong cái clip gần đây nhất về lan can. Chắc mình chuẩn bị mình đổi cái tên kênh của mình là thành là kênh Architect Lan Can luôn cho rồi quá. Tại vì sao? Mình cảm thấy là cái mật độ mình xử lý lan can khó cho các bạn ở trên kênh nó tương đối nhiều thời gian gần đây. Chắc là sắp đổi tên sang kênh lan can cho nó vui. Rồi nói nó vui như thế nha thầy các bạn. Nhưng mà nhiều khi đổi thật đấy, tại vì sắp tới mà các bạn còn order thêm nhiều loại lan can phức tạp nữa là mình đổi thật. Rồi tiếp tục nha. Như vậy thì chỉ cần một cái khúc cua thôi là các bạn đã có ngay, vừa có cái khúc quỉnh này mà không cần phải mua đồ thủ công như mình hướng dẫn, mà lại vừa có được một cái hệ thống baluster với chân cuộn nó đi như này. Và tất nhiên cái này nó có cái nhược điểm là cái khúc cua này nó chỉ êm khi mà các bạn có một cái khúc cua đủ rộng. Ở đây mình cho offset tới 70 nhé. Ví dụ như cái lan can này bề rộng nó 60 thì mình offset 30, tức là nó sát bằng cái mép này thì các bạn sẽ thấy cái khúc cua nó buồn cười lắm. Đây, cái khúc cua này nó sẽ bị góc khúc này, đây, nó khá là buồn cười này. Nhưng mà tất nhiên là trong cái mức độ tùy theo mục đích sử dụng của bạn thôi. Các bạn làm hồ sơ nhanh, đông gạo nhanh, cái khúc này các bạn không cần phải xử lý quá cầu kỳ tỉ mỉ thì các bạn như thế này thì mình nghĩ là cũng tuyệt vời rồi đó. Rồi, đó là cách thứ nhất nha. Rồi, cái thứ hai đó là cái cách mà mình đã khơi để các bạn mà mình để chống lại bấy lâu nay là cách này. Đây. Các bạn nhìn vào đây thì các bạn sẽ mình sẽ thuyết minh luôn cho các bạn xem nha. Thứ nhất là về cái khúc cua này. Đây, cái khúc cua này thì để tóm tắt lại cho các bạn biết là cái khúc cua này làm như thế nào thì cái khúc cua này chúng ta làm như thế nào thì trong cái clip trước mình có minh họa các bạn rồi, thì bây giờ mình tóm tắt lại thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ level 1 thôi. Các bạn sao trước khi mà các bạn chỉnh cái khúc cua đó thì các bạn nhớ chỉnh cái lan can của các bạn tuột vào một bậc hay là tuột vào một ít thôi. Mình nghĩ thì khi các bạn đánh tuột nó vào thì các bạn đánh tuột nó vào vừa phải thôi. Ví dụ như cái bậc này là 250, mình đánh tuột vào, mình test thử thì mình đánh tuột nó vào khoảng 150 là cái khúc cua này nó êm. Còn nếu như mà khúc cua mà nó lên tới một bậc 250 luôn thì cũng được, nó cũng rất là êm đó, thì nó càng cong nó càng êm. Nhưng mà khi mà nó càng cong ấy, thì cái số lượng mà baluster nó bị trống ở chỗ này nó càng nhiều. Cho nên là chúng ta cũng nên là test xem là cái khúc cua như thế nào là vừa. Ở đây ví dụ như khúc cua mình vẫn giữ nguyên là 250 nha, tức là mình đánh tuột này vào lại một, nó tuột vào đây là một. Sau đó thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ vào component model in place, rồi chúng ta sẽ chọn là rail, ok. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn là sweep plane, rồi chúng ta sketch path. Sketch path thì nó chỉ nhận là cái đường dẫn này là cái đường dẫn một đường duy nhất thôi, chúng ta sẽ dùng cái công cụ này. Rồi chúng ta sẽ bắt điểm từ đây, chứ nó không nhận là 2-3 đường ở chỗ này, nên các bạn đừng có cố gắng biên soạn là 2 đường đơn cho các bạn fillet nó lại nha. Các bạn dùng cái đường cong như này thôi. Cho nên mình mới nói là các bạn tính toán là sao cho cái khúc cua này nó vừa phải nhất theo hình học của bạn nha. Sau khi mà có xong rồi finish, rồi select profile. Nhưng mà để cho khỏi đỡ rườm rà trong cái bước mà edit profile, các bạn nên chuyển sẵn cái khung nhìn 3D ấy, thì nó sẽ tiện hơn. Chúng ta sẽ select profile 1 nha, edit profile. Đây, profile 1 nó sẽ tương ứng cái điểm đỏ này. Thì chúng ta chỉ việc là dùng công cụ pick để chuột vào đây, rồi bấm tab một cái, rồi nó sẽ chọn hết cái tiết diện này. Rồi, sau đó thì chúng ta select profile, edit profile. Đây, bên này chúng ta để chuột vào đây, bấm tab một cái, rồi finish. Ok, rồi chúng ta sẽ có ngay một cái khúc cua này theo ý chúng ta. Rồi, phần còn lại là làm gì? Phần còn lại là chúng ta khúc cua đây nha. Cái lan can này á, các bạn sẽ để riêng một cái thanh reo đó thôi. Đây, cái lan can này mình sẽ vẽ thành tay vịn riêng và cái phần baluster dưới riêng thôi, đơn giản lắm, không có gì đâu. Đó, bí kíp nó chỉ nằm chỗ này thôi. Chắc nói đến câu này là các bạn có thể tắt clip đi rồi các bạn tự làm được rồi đó. Lan can là một cái tay vịn, một lan can riêng, cái dưới là một cái reo riêng nha các bạn. Đây, cái lan can này mình sẽ tắt hết tất cả đi. Reo nhỏ mình cũng tắt nha. Baluster mình cũng tắt hết nên nha. Mình chỉ còn giữ lại cái top rail thôi, cái top rail này thôi đó. Đây, mình sẽ hi cho các bạn xem. Cái này với cái này. Hi. Đó, nó chỉ có nhiêu đây thôi, cộng thêm 2 khúc quỉnh nữa. Còn bên dưới là một cái lan can riêng nha. Đây. Các bạn thấy hi. Đây, đây là cái lan can ở bên dưới. Cái lan can này thì sao? Cái lan can này thì mình sẽ chỉnh này. Thứ nhất là mình tắt cái top rail đi, ok, vì top rail có ngoài rồi. Cái thứ hai là các bạn là rail structure thì mình add một cái rail ở bên dưới. Thì thường cái lan can kiểu này khi các bạn chỉnh baluster các bạn đừng cho nó cắm thẳng xuống bậc thì nó sẽ khó chỉnh, tại vì những khúc cua này xuất hiện những cái thanh mà nó chọt xuống rất nhiều, cho nên các bạn thiết kế thì các bạn cũng không khôn tí. Các bạn lựa cái mẫu lan can mà cái baluster nó đi từ cái rail phụ lên á, nên mình cho một cái rail phụ 200 lên. Rồi cái rail chính thì mình sẽ cho lên 900, mình sẽ test từ từ thôi, nhưng mà mình nghĩ 950 là ổn, tại vì cái lan can bên kia mình để cho cái top ra là 900 thì cái này 950 nó sẽ âm vào bên trong cái thanh ở bên trên một xíu. Và cái tiết diện này thì mình lười, mình để cái square handrail 20 thôi, các bạn có thể để cái mỏng mỏng hơn. Ví dụ như các bạn nó giống như kiểu là cái thanh tay vịn của bạn, cái mặt dưới mà liên kết với thanh thép này thường các bạn sẽ nhét thêm một cái lõi thép lập là, gọi là thép lập là nhé, là thép nó dày khoảng, nhưng mà thép mà dạng bản mỏng mỏng đó. Rộng 2 cm mà dày nó vào khoảng là 1-2 mm đó, thì làm cái bảng liên kết đó thì các bạn nhét vào đó, đúng cấu tạo thực tế nha, chứ không phải là mình chế nha. Cái này thì do mình lười cho nên mình để luôn cái này, ok, thì nó sẽ như thế này thôi. Và trong cái phần baluster các bạn thấy là baluster này mình sẽ khai báo đi từ rail thấp lên rail cao này, rồi xong. Còn cái góc này các bạn có thể chèn thêm vào, ví dụ từ cái host này, đây từ cái host là cái lan can mà lên đến cái đỉnh của nó là new rail nhá, ok, rồi thế thôi. Còn lại cái cấu trúc của rail thế nào thì các bạn muốn chỉnh như thế nào thì tùy các bạn nha, các bạn không biết chỉnh thì các bạn lại lên kênh của mình các bạn xem nha. Và tất nhiên là cái đường dẫn của cái rail này á, edit path này các bạn thấy là mình cũng có bo nha, và cái bo của nó là nó sẽ ăn theo, ví dụ như bên này một cái khúc cua này mình chỉnh có 150, khúc cua này 200 thì mình sẽ bo theo cái này gần sát như có thể, rồi finish xong. Kết quả cuối cùng tận hưởng chúng ta có đây, chúng ta có cái rail như này đầy đủ baluster. Tất nhiên nó có bị lỗi lặt vặt ở những cái này là do chúng ta nhận cái lan can với cầu thang, các bạn không thích lỗi thì các bạn chỉnh lại cái hình học của cái cầu thang này nó sẽ không bị lỗi nữa. Hình học thì các bạn chỉnh cái tuột cái vế này vào 50, tuột cái vế này ra khỏi cái bậc góc này 50 thì các bạn sẽ có khúc cua nó ổn, thì nó sẽ không hạn chế tối đa việc bị lỗi này. Còn nếu như mà các bạn giải quyết được chuyện lớn rồi mà các bạn vẫn bị lỗi lặt vặt ở đây thì cũng thôi, thì cũng xin siêu nhau cho qua nha các bạn nhé. Đây, và cái lan can này này các bạn thấy là khi mà chỉnh cao độ hợp lý thì nó nằm bên dưới này, đây đó, cái thanh tốt ra nó nằm bên dưới này đó. Rồi còn cái thanh mà tay vị chúng ta đã chỉnh thì nó nằm bên trên, quá mượt nha và tùy hứng được nha. Như vậy thì cái clip ngắn này mình truyền đạt cho các bạn, gợi ý cho các bạn 2 hướng để các bạn xử lý cái lan can mà có tiết diện phức tạp, đồng thời các bạn vẫn muốn là ôm cua theo kiểu mượt mà và theo ý đồ riêng của các bạn như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip mà trao đổi kinh nghiệm ở phía sau nha. Hy vọng là các bạn có thể là tận dụng được những cái mẹo nhỏ ở đây để giúp ích cho công việc của bạn nó tốt hơn. Các bạn nhớ cho mình like, share và đăng ký sub kênh cho mình nha. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.